tất cả các em. Như vậy là mình vừa xin chào tất cả các em, mình vừa học xong bài sắc và hợp chất của sắc, thì hôm nay mình sẽ học bài tiếp theo là bài hợp kim của sắc. Trước khi vào bài mới thì cô sẽ giải thích một chút xíu về chữ hợp kim cho các em ha. Hợp kim có nghĩa là gì? Hợp có nghĩa là một cái hỗn hợp, còn kim em tưởng tượng như là một cái kim loại, thì hợp kim có nghĩa là một cái hỗn hợp gồm nhiều kim loại trong đó chứ không phải là một kim loại. Như vậy thì tại sao người ta lại phải tạo ra hợp kim? Bởi vì ví dụ như là có một cái kim loại nguyên chất đi, thì cái kim loại đó nó sẽ có những cái ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Như vậy thì người ta muốn giữ cái ưu điểm đó mà người ta muốn thay cái khuyết điểm của người ta muốn thay đổi cái khuyết điểm của cái kim loại đó, thì người ta sẽ đem cái kim loại đó kết hợp với một cái kim loại hoặc là một cái phi kim khác để khắc phục cái nhược điểm đó. Như vậy thì lúc đó người ta sẽ có được một cái hợp kim, và cái hợp kim đó sẽ phục vụ cho cái nhu cầu của con người. Như vậy thì hợp kim được tạo ra để phục vụ cái nhu cầu của con người em. Từ đó thì em cũng có thể tưởng tượng được là trong cuộc sống mình thì hợp kim mới được sử dụng rộng rãi như thế nào rồi ha. Và bài học hôm nay thì chúng ta sẽ học về hợp kim của sắt. Thì nếu như là hợp kim của sắt thì tất nhiên trong cái hợp kim đó sắt là nguyên tố chính, nguyên tố cơ bản, rồi đem sắt kết hợp với những cái kim loại hay là phi kim khác để khắc phục những cái nhược điểm của sắt. Được chưa nào? Như vậy hợp kim của sắt thì có rất nhiều, nhưng mà ở đây mình sẽ học hai hợp kim chính, đó là gan và thép. Thì trước khi mà vào bài thì cô sẽ cho mấy em tham quan một chút về những cái nhà máy người ta sản xuất gan và thép như thế nào nhé. Bấm cái clip về cho chị. Em rà vào. Không phải, thế này. Ủa, sao không lên? Đó là một clip đó. Gà vào nó sẽ nhảy lên cái nè, ví dụ như là em qua đây em là pha bò, tức là cái này của cô là ấy đó, là video clip đó. Không, cái đầu cũng là cái video clip luôn.
Vậy là vừa rồi cô vừa cho mấy em tham quan qua một chút về những cái nhà máy mà người ta sản xuất gang và thép ở Việt Nam á mấy em, để cho mấy em có thể tưởng tượng được là gang và thép thì nó phổ biến và nó quan trọng như thế nào trong cái ngành công nghiệp. Bây giờ với cái nội dung bài học ngày hôm nay của chúng ta thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu những nội dung như sau. Hợp kim của sắt thì sẽ gồm có là đầu tiên là mình sẽ tìm hiểu về gang. Gang thì sẽ có 3 nội dung mà cô và các em sẽ đi tìm hiểu, đó là một là khái niệm, hai là phân loại, ba là sản xuất gang. Tiếp theo là về thép, thì thép thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu 3 phần y giống như vậy, đó là khái niệm, phân loại và sản xuất thép. Và đầu tiên mình sẽ đi tìm hiểu về gang nha. Thì mấy em biết gang là một cái hợp kim của sắt và carbon, trong đó carbon chiếm từ 2 đến 5%. Thì cái phần trăm này nhìn vậy thôi chứ nó đã là nhiều rồi đó các em, cho nên là gang nó rất là cứng và khá là giòn. Ngoài ra thì còn có những cái lượng nhỏ nguyên tố như là silic, mangan và lưu huỳnh. Còn về phân loại thì ở đây cô có hai loại, đó là gang trắng và gang xám. Gang xám thì được carbon trong gang xám sẽ tồn tại ở dạng là than chì và nó rất là cứng, nó được người ta sẽ thường dùng gang xám để chế tạo ra các cái bộ phận của máy hay là những cái ống nước. Còn về gang trắng thì lượng carbon nó sẽ ít hơn, và nó carbon sẽ tồn tại ở dạng là cinematic là Fe3C mấy em. Bởi vì là gang trắng nó có lượng carbon ít hơn cho nên là nó sẽ có ứng dụng là để luyện thép. Như vậy thì phần cuối cùng là chúng ta đi tìm hiểu về gang, đó là sản xuất gang. Thì ở phần này thì mình sẽ có 3 phần để tìm hiểu, đó là nguyên tắc luyện gang, nguyên liệu và các cái phương trình hóa học xảy ra trong quá trình mà người ta luyện gang. Thì ở đây nguyên tắc là người ta sẽ khử cái quặng oxit sắt bằng than cốc trong lò cao. Mấy em biết gang á, là được luyện trong một cái lò cao không? Trong sách giáo khoa mấy em người ta có vẽ một cái lò đó. Như vậy thì với cái nguyên tắc đó thì người ta sẽ dùng những cái nguyên liệu nào? Quặng oxit sắt ở đây người ta thường dùng hematit đỏ. Thì cái hematit đỏ thì mấy em biết rồi, mình đã học ở bài sắt, hợp chất của sắt rồi, đó là Fe2O3 khang đúng không nào? Thì với cái quặng này người ta sẽ cung cấp cái sắt nguyên chất đến than cốc. Và ngoài ra, than cốc thì dùng để cung cấp carbon, đúng không? Ngoài quặng sắt oxit và than cốc thì còn có chất chảy. Chất chảy ở đây là người ta sẽ dùng là canxi carbonate và silic dioxide. Chất chảy có vai trò là gì mấy em? Chất chảy là dùng để đưa cái hỗn hợp của sản phẩm của mình, đưa cái hợp kim nóng chảy xuống cái nơi cần và thu cái hỗn hợp sản phẩm. Thế nào? Thì để cho mấy em dễ hiểu hơn thì ở đây cô có một cái hình. Cái này có chạy video được không? Đây là đoạn clip đó. Thì mấy em biết là mấy em thấy cái ảnh ở trên slide đó, đó là cái lò cao này mấy em. Lò cao và hai bên cái ống á là cái tháp để người ta trao đổi nhiệt, và có một cái bậc thang mấy em nhìn thấy á, thì cái đó chính là cái nơi để người ta đổ cái nguyên liệu vào trong cái lò cao. Ở lò cao thì sẽ có nồi lò, bụng lò, thân lò, miệng lò, với cái thứ tự cô vừa đọc nó đi từ dưới lên trên mấy em. Nồi lò nè, bụng lò, thân lò, miệng lò. Nồi lò cuối cùng mấy em nhìn kỹ mấy em sẽ thấy nó có hai cái phễu, thì cái phễu cao hơn là để người ta thu sỉ, tại vì sỉ nó nhẹ cho nên là nó nổi lên trên. Còn cái phễu thấp ở dưới là người ta sẽ thu gang lỏng ở đó, được chưa? Bụng lò là cái nơi mà để không khí đi vào tác dụng với carbon có sẵn ở trong này để thu cái khí CO rồi khí CO2 gì đó. Rồi đi. Đến thân lò là cái nơi để khử quặng oxit sắt, và cuối cùng là miệng lò là nơi để cho khí bay lên. Còn gang lỏng và chất chảy sẽ đi xuống dưới để người ta thu được ngay hai cái phễu, thế nào? Như vậy thì với cái em thấu nhìn em nhìn thấy clip. Rồi. Như là mấy em đang nhìn thấy cái quá trình người ta luyện gang trong lò cao đúng không? Thì ở cái phần này thì mấy em chỉ cần lưu ý với cô là mấy em phải biết thế nào là gang nè. Rồi các cái phương trình xảy ra trong cái quá trình người ta luyện gang. Còn cái lò để thu như thế nào thì thật ra cái này cô chỉ nói cho mấy em biết thêm thôi. Bài này đa số chỉ toàn là lý thuyết. Cho nên là nhưng mà nó cũng thi thì cũng có đó, cho nên là mình cũng phải học cái phương trình. Mấy em chú ý để làm bài tập cho tốt nhé. Bây giờ cô qua phần tiếp theo nha. Sau khi tìm hiểu gang rồi thì bây giờ mình tới thép.
Ở thép thì đầu tiên thép cũng là một hợp kim của sắt với carbon, mà cái lượng carbon chiếm ở thép chỉ có 0,01% đến 2% thôi, cho nên là thép nó sẽ không có cứng và giòn giống như là gang, mà nó dẻo hơn một chút. Ngoài ra thì còn có những cái nguyên tố khác như là silic, mangan, chrome, nickel vân vân. Còn về phân loại thép thì có hai loại là thép thường và thép đặc biệt. Thép thường còn gọi là thép carbon mấy em. Thép thường được có hai loại khác ở trong thép thường nữa, đó là thép mềm và thép cứng. Thép mềm là chứa không quá 0,1% carbon. Thì mấy em thấy cái lượng carbon ít chứng tỏ là nó dẻo đúng không? Như vậy thì thép mềm người ta còn có thể là cán dẹp nè, hoặc là người ta có thể kéo sợi nè để mà tạo ra các cái vật dụng trong cuộc sống. Còn thép cứng thì chứa trên 0,9 carbon. Nhiều carbon chứng tỏ là nó sẽ rất là cứng, cho nên là nó được dùng làm cái bộ phận chi tiết máy móc. Đó. Còn về thép đặc biệt. Thép đặc biệt có nghĩa là sao? Khác thép thường là thép đặc biệt có nghĩa là cái thép đó người ta sẽ thêm vào đó một vài những cái kim loại mà để cho thép nó có những cái tính chất đặc biệt hơn. Ví dụ như là người ta sẽ thêm vào đó một cái kim loại mà có nhiệt độ nóng chảy cao hơn để cho thép có nhiệt độ nóng chảy cao hơn. Hoặc là người ta sẽ thêm vào đó một cái nguyên tố mà có độ cứng thật là cứng để cho thép nó cứng hơn chẳng hạn vậy. Thì thép đó người ta gọi là thép đặc biệt. Thì ở đây cô sẽ có một vài ví dụ. Ví dụ như là thép chứa 13% mangan thì rất là cứng, được dùng làm máy nghiền đá. Hay là thép chứa 20% chrome, 10% nickel, rất là cứng. Người ta còn gọi là thép không rỉ, mấy em biết cái này gọi là inox đó. Người ta được dùng trong công cụ gia đình và y tế. Còn thép chứa khoảng 18% wolfram và 5% chrome thì dùng để làm chế tạo các máy cắt gọt. Mấy em thấy là ví dụ như là bây giờ cô sẽ xét cái thép cuối cùng nè. 18% wolfram. Wolfram có phải là có nhiệt độ nóng chảy rất là lớn không? Chrome thì lại rất là cứng. Cho như vậy chứng tỏ là cái thép này nó vừa cứng mà nó lại vừa có nhiệt độ nóng chảy rất là cao nữa. Cho nên là nó dùng để làm các máy cắt gọt là đúng rồi. Tại máy cắt gọt thì cần phải cứng nè, cần phải chịu được những cái độ ma sát tạo ra những cái nhiệt lớn. Đó. Thì những cái thép như vậy thì người ta gọi là thép đặc biệt. Tiếp theo về nguyên tắc luyện gang thành thép. Thì người ta cái nguyên tắc nó sẽ khác, đó là loại bỏ phần lớn các nguyên tố carbon, silic, mangan ra khỏi gan bằng cách oxy hóa chúng và chuyển thành sỉ. Đối với thép thì chúng ta biết là phương pháp luyện thép thì có 3 phương pháp là Bessemer, Mactan và lò điện. Thì cái phương pháp này mình không cần phải học, mình chỉ cần tìm hiểu qua thôi. Thì 3 phương pháp này đều có những cái ưu và nhược điểm khác nhau. Thì tùy theo cái mục đích mà người ta muốn tạo ra cái sản phẩm như thế nào để phục vụ cho cái nhu cầu của con người thì người ta sẽ dùng cái phương pháp đó cho phù hợp. Thế nào? Bài học ngày hôm nay của chúng ta khá là ngắn lắm em. Đầu tiên cô sẽ nhắc lại nè. Hợp kim của sắt có nghĩa là sắt là một nguyên tố chính trong cái hợp kim đó. Rồi người ta kết hợp sắt với một cái kim loại hay là một cái phi kim khác để khắc phục những cái nhược điểm của sắt mà người ta mong muốn để người ta dùng, để người ta có được cái nguyên liệu phục vụ cho cái nhu cầu của con người, hiểu chưa? Người ta gọi đó là hợp kim. Và hợp kim của sắt thì mình học hai loại hợp kim là gang và thép. Đầu tiên mấy em phải biết gan và thép đều là hợp kim của sắt với carbon. Với hàm lượng carbon trong gan thì nhiều hơn hàm lượng carbon trong thép, cho nên là gan sẽ cứng và giòn hơn thép. Được chưa nào? Phân loại gan thì gồm có gan trắng và gan xám. Phân loại thép thì sẽ gồm có thép thường và thép đặc biệt. Còn các cái phương trình hóa học trong việc mà luyện gan thì mấy em tham khảo vào cái tài liệu mà cô đã phát để mà ta áp dụng làm bài tập. Chưa? Bài học ngày hôm nay của chúng ta chỉ có như vậy đó. Bây giờ mấy em biết là gan và thép trong cuộc sống thì ứng dụng rất là nhiều. Như vậy thì cô sẽ cho mấy em xem một đoạn clip mà cô đã sưu tầm được của các anh chị sinh viên. Người ta đã sưu tầm được những cái mẫu vật làm từ gan và thép trong đời sống rất là gần gũi với những cái hàm lượng carbon khác nhau, thì người ta sẽ làm ra những cái vật dụng phục vụ cho nhu cầu con người khác nhau. Mấy em cùng tham khảo nhé.
Như vậy là vừa rồi cô vừa cho em xem video clip về những cái ứng dụng của gang và thép trong cuộc sống. Về bài học của chúng ta ngày hôm nay là hết rồi. Thì với cái bài học ngày hôm nay thì có rất là nhiều lý thuyết, cho nên là cô đã cố gắng chèn những clip để giúp cho các em không bị nhàm chán và có thể hiểu bài nhiều hơn. Hẹn gặp lại các em trong video clip giải bài tập nha. Xin chào các em.